Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà Hoàng Hải đi chùa Hộ Quốc tại huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang. Chính điện bên trong này các bạn ông ơi. Bà bước hẳn vào trong. Hải phải xin cầu xin cái gì đi. Ba chị em nhắm mắt và cầu xin cái gì chứ. Đang ở trong này. Úi giời. Ông Hải đang thành tâm. Đấy, Hải đang thành tâm cầu xin đấy. Hải nhé. Gì? Cả nhé. Bố hôm nay bố công đức rồi. Thứ hai nó nhìn một kiểu, ông thích chụp bằng một kiểu. Bố ơi, mua quả Hải của ai đấy? Hải ơi, mua quả Hải của ai đấy? Ồ. Con gà luôn mà. Đấy, chia nhau. Thôi. Chị tầm một, chị tầm 2.000, ngày tầm 2.000. Được sao nhỉ? Đấy, ông chụp, ông cứ chụp thôi. Thôi mấy chị em đi ra đi. Công đức xong rồi thì đi ra đi. Hải và đội mũ của con. Mũ đâu? Đấy, cái Linh đứng chỗ đấy để bố chụp ảnh nào. Hải ngồi hẳn xuống để đi giày, ngồi hẳn xuống bệt đấy. Đấy, để đi giày vào. Con phải bỏ chân xuống dưới chứ sao con lại đặt chân lên đấy. Thôi rồi. Vui không? Hôm nay con đi chùa Hộ Quốc có vui không? Vui. Chả quay lại trả lời bố. To vào chứ. Bố đang quay video đấy. Nào, nhím tạo dáng nào hai anh em đứng để chụp kiểu ảnh để mai mình lấy là ấy là Hải đưa mũ bố để làm cái avatar thay avatar Facebook nhá. Đỡ khoác vai nhau chứ nhanh nào Hải. Đứng chụm chân vào để còn cao hơn em chứ để thấp hơn em. Không, nhím đứng hơi dạng vách chân lên như này. Đấy rồi. Nào, mắt nhìn thẳng nhìn đây nhá. Nhìn đây nào.
Có mà nhìn Vũ Đức nhìn đâu. Đây. Nào nhìn đây nhá. Nói kim chi đi. 2 3. Rồi. Hai em thì đứng đứng với hai anh em ngồi kia chụp cả. Kia chụp đẹp lắm. Nào Hải vẫn khoác với em như thế nào. Khoác vai các bạn. Nào khoác vai em đi con. Nào. Hải. Nhanh, nào. Mắt nhìn đây, ô cái thằng này. Này đừng giỡn sợ nữa. Nhanh. Khoác vai em. Anh cò không khoác vai mình khoác vai anh cò. Nào. Vòng. Không quay như vừa rồi ấy. Rồi đấy. 18 năm sau nhỉ. Đeo cái này. Rồi. Ninh đâu? À hay là anh cò cõng em nếm thử một kiểu. Ông cò ra. Cò gái nó cô chú cò. 18 năm sau kể công là anh cõng nếm này để lấy tiền thưởng. Ở dưới này còn còn bốn giờ một tí để đến xem hoa. Dưới này còn đây ngồi đây nhỉ. Ngồi đây này. Ngồi đây chỗ này. Thì vẫn là thuộc chùa này không? Hả? Vẫn là thuộc chùa này hoặc là vẫn là chùa này nhưng mà dưới này là có những là cái gác chùa gác trống này không? À. Gác trống này không? Không gác trống bên này cơ mà. Mơ. Gác trống là gác chùa bên này rồi. Bên này phải có chỗ ở của các sư chứ. Cái tay để bằng cái này giống à. Khánh Linh đâu rồi? Khánh Linh ơi, ra đây có chụp nào? Để thay cái ảnh Facebook đi nào. Nhanh. Nhanh. Nào Khánh Linh. Nào. Hất vuốt tóc ra xong. Đứng thẳng mặt đi. Đừng để bố khó chịu nhé con nha. Nào nhìn bố cười tươi đi. Cười tươi vào. Đang đi quay vào nhau nói chuyện đấy cho nó tự nhiên. Cứ quay đây hơi hơi trách vào nhau cái này đấy. Hoặc là đây. Đứng đây để đỡ có thể bị nhau mắt đúng không? Nào quay vào nhau. Đỡ bị nhau mắt rồi đúng không? Cười tươi nào. Tạo dáng, giơ hai ngón tay tạo dáng. Hả? Giơ hai ngón tay tạo dáng cơ mà. Nào, nhìn bố cười tươi đi. Bạnh môi một tí nào. Ôi bà đứng lên chụp cái nào. Rồi, xinh thế. Nào, hai chị em khoác vào nhau chụp kiểu ảnh nào. Nào. Nào Hải quay ra đây, nháy mắt một cái với bố nào. Nháy. Rồi cười tươi. Không, bình thường, đứng bình thường. Chống hai tay lên như vậy, như vậy. Không, chống hai tay sang hai bên cơ mà. Nào, đứng dạng hai chân là chống hai tay như vậy nào. Nào, chống tay đàng hoàng bà con. Chống, đứng thẳng người lên, chống khuỷu tay to ra. Rồi. Cười tươi, cười tươi. Cười duyên. Nhìn bố, nhìn bố, nhìn bố. Nào. Không. Bỏ cái mồm ra, cười tươi vào. Cười tươi này. Cười tươi cơ mà. Không biết cười tươi. Thế thì chỉ cười mỉm cũng được. Cười như thế là được. Rồi, cười mỉm đi. Giơ một cánh tay hai ngón lên. Đây đây. Quên.
có thùng rác đây, ra đây, con ra đây. Nào con, đi đây. Nhanh. Nhìn bố nào. Nhìn bố. Tươi tươi. Rồi. Bố thử đứng ở gần, bố để tay ra đi, con thử chụp. Bố đang quay mà. Bố đang quay á.